Tin Tòa Giám mục Phú Cường. Phú Cường ngày 11 tháng 7 năm 2018 thông báo về việc thuyên chuyển linh mục trong giáo phận Phú Cường. Kính thưa quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân, thông qua Hội đồng Tư vấn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường đã quyết định bổ nhiệm thuyên chuyển linh mục giáo phận trong tháng 7 năm 2018. Văn phòng Tòa Giám mục kính báo như sau. Linh mục Mikael Lê Văn Khâm, chánh xứ giáo xứ Búng, về hưu dưỡng tại nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận. Linh mục Simon Nguyễn Văn Thu, chánh xứ giáo xứ Sơn Lộc, được thiên chuyển làm chánh xứ giáo xứ Búng. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thân, chánh xứ giáo xứ Minh Thạnh, được thiên chuyển làm chánh xứ giáo xứ Sơn Lộc. Linh mục Jacobe Trần Trung Hiếu, chánh xứ giáo xứ Tân Hiệp, được thiên chuyển làm chánh xứ giáo xứ Minh Thạnh. Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Tôn, chánh xứ giáo xứ Hưng Hòa, được thiên chuyển làm chánh xứ giáo xứ Tân Hiệp. Linh mục Vinh Sơn Hoàng Trung Đoàn, chánh xứ giáo xứ Lai Uyên, nay kim quản nhiệm giáo xứ Hưng Hòa. Linh mục Phêrô Phạm Văn Huynh, phó xứ giáo xứ Lai Uyên, được bổ nhiệm phó xứ biệt cư tại giáo xứ Hưng Hòa. Linh mục Giuse Đào Nguyên Thống, chánh xứ giáo xứ Lực Điền, về hưu dưỡng. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Tấn Dương, chánh xứ giáo xứ Mỹ Khánh, được thiên chuyển làm chánh xứ giáo xứ Lực Điền. Linh mục Phêrô Trần Huy Vũ, chánh xứ giáo xứ Phước Minh, được thiên chuyển làm chánh xứ Mỹ Khánh. Linh mục Stefano Nguyễn Văn Ri, chánh xứ giáo xứ Phước Điền, nay hưu dưỡng. Linh mục Gioan Võ Hoàng Sinh, chánh xứ giáo xứ Tây Ninh, nay kim quản nhiệm giáo xứ Phước Minh và giáo xứ Phước Điền. Linh mục Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, phó xứ giáo xứ Bến Cát, được bổ nhiệm làm phó xứ biệt cư tại giáo xứ Phước Minh. Linh mục Giuse Đinh Quang Hùng Cường, được bổ nhiệm làm phó xứ biệt cư tại giáo xứ Phước Điền. Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tâm, phó xứ giáo xứ Mỹ Vân, được thiên chuyển làm phó xứ giáo xứ Bến Sắn. Linh mục Alfonso Nguyễn Quang Hiển, phó xứ giáo xứ Búng, được thiên chuyển làm phó xứ giáo xứ Thánh Giuse. Phó tế Giuse Gioan Trần Nhân Ái, hiện giúp xứ Minh Thạnh. Phó tế Thomas Phạm Chí Cao, giúp việc đào tạo cho ban mục vụ ơn gọi giáo phận tại nhà chung. Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Dũng, giúp xứ tại giáo xứ Thánh Giuse. Phó tế Giuse Nguyễn Khắc Hà, giúp xứ tại giáo xứ Mỹ Vân. Phó tế Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc, giúp xứ tại giáo xứ Búng. Phó tế Gioan Bosco Hà Trần Phúc, giúp xứ tại giáo xứ Thánh Linh. Phó tế Francisco Trần Phương Quyền, giúp xứ tại giáo xứ Lộc Ninh. Phó tế Giuse Nguyễn Đức Thuận, giúp xứ tại giáo xứ Tân Thông. Phó tế Francisco Assisi Nguyễn Thiên Vũ, giúp xứ tại giáo xứ Lộc Quang. Kính xin cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận thêm lời cầu nguyện cho các ngài trong sứ vụ mới.